Nói chung là cô chú anh chị mà muốn sở hữu một cái bất động sản mà nằm ngay vị trí này ha, em Điền sẽ nói sơ lược về bất động sản này. Chỉ nói chung là chưa tới 1 tỷ đồng anh chị mà anh chị đã sở hữu được bất động sản nằm ngay trên trục đường nhựa này ha. Đường này đường liên xã luôn chị nha. Đó. Mà vừa được gần vừa vừa tận hưởng được cái khí hậu mát mẻ này, vừa được đi xuống biển cũng gần nè ha. Khoảng 12 cây, 12 km là ra tới biển. Đó. Và ra trung tâm thị trấn cũng gần anh chị. Nói chung là vị trí bất động sản này gọi là giá vừa rẻ vừa mềm vừa đầu tư được. À, đó, nói chung là tiện ích tiện nghi thì không thiếu anh chị ha. À, xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh Bảo Điện Bất Động Sản nha. Em là Điền đây. Như cô chú chị đã cũng đã biết là thời tiết thời điểm hiện tại bây giờ cực kỳ là nắng ha, nắng gắt anh chị. Nói chung là bây giờ ở trong thành phố Hồ Chí Minh là coi như là được gọi là như cái lò luôn anh chị. Hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Thì nói chung á thì ở huyện Xuyên Mộc thì nắng cũng có nắng ha, nhưng mà không có gắt anh chị. Tại vì sao? Tại vì huyện Xuyên Mộc mình á thì có sở hữu một cái rừng nguyên sinh ha, rừng tự nhiên. Cũng tương đối là lớn á chị. Nó là hơn 10.000 hecta chị ha. Thì cái diện tích của cái rừng đó thì được ví như là cái lá phổi của huyện Xuyên Mộc vậy đó anh chị ha, lá phổi xanh. Nói chung là cái rừng đó kéo dài từ đầu huyện tới cuối huyện luôn anh chị ha. Nói chung là nói vậy cho cô chú chị dễ hình dung nó lớn cỡ nào. Và đặc biệt nữa là ở ngay vị trí em Điền đây, nằm được gọi là nằm cũng gần ngay cái hồ chứa nước của hồ Ba Tô anh chị, nên là đâm ra là khí hậu ở đây là cực kỳ mát luôn anh chị ha. Nắng thì có nắng nhưng mà nó không có gắt anh chị, nó không có gắt ha. Giờ này em quay giờ trưa nhưng mà em vẫn đứng giữa đây, nóng thì nắng thì cũng chịu thôi, nhưng mà gió thổi vi vu nè anh chị ha, có thể thấy ha. Đó. Trước mặt cô chú chị mình có thể thấy nè, mặt tiền đường rửa rất là rộng anh chị ha. Đó, rộng khoảng hơn là 6 mét anh chị, ô tô né nhau thoải mái luôn. Nói chung là đường này là đường container đi thoải mái luôn, chứ không nói tới là xe tải xe ô tô ha. Đó. Thì hướng trước mặt cô chú chị mình đây ha, chạy khoảng là vài trăm mét thôi là mình đi ra được trục chính là tỉnh lộ 328. Tỉnh lộ 328 đó mình là trục chính huyết mạch đi xuống biển Hồ Tràm anh chị ha. Rẽ bên tay trái là mình di chuyển khoảng 12 cây nữa thôi là mình xuống tới biển Hồ Tràm rồi. Còn mình rẽ bên tay phải á, thì mình sẽ đi ra hướng đi Đồng Nai này, đi Bình Thuận, đi thành phố Hồ Chí Minh, vân vân. Nói chung là đường xá giao thông thì thông thương thuận tiện cho mình di chuyển ha. Nói chung là cô chú chị mà di chuyển từ Sài Gòn về đây, mình sẽ gặp cái bất động sản mình trước và sau đó mình sẽ xuống biển Hồ Tràm sau. Đó. Nói chung là đang thuận tiện đường mình đi luôn anh chị ha. Đó. Và cái hướng ngược lại trong này là mình sẽ thông ra tới xã Xuyên Mộc ha, và cũng như là thông ra đường Phước Tân Hội Bài. Phước Tân Hội Bài đó là cái đường giữa vòng xoay Xuyên Mộc tới ngã tư Xuyên Mộc á. Cô chú chị nào mà rành dưới này á thì em Điền nói sẽ dễ hình dung ha. Đó. Và mình bất động sản mình thì nằm gần ngay những cái cung đường quy hoạch. Quy hoạch là có một cung đường quy hoạch rất là lớn ha. Nói chung là rộng cũng tương đương bằng cái đường tỉnh lộ 328 ngoài đó ha. Sẽ nối cầu nối giữa tỉnh lộ 328 và thông qua tới là tỉnh lộ 329. Đó, 329 thì bên hướng này, bên xã Xuyên Mộc đó. Còn bên mình là tỉnh lộ 328 anh chị ha. Đó. Vị trí cách tỉnh lộ 328 cũng rất là gần anh chị. Khoảng vài trăm mét thôi. Nãy giờ này giờ trưa em quay mà cô chú chị có thể thấy này. Gió lung lay này, gió rất là mát luôn ha. Nắng nhưng mà không có gắt anh chị ha. Đây anh chị, bây giờ mình sẽ quay lại vấn đề chính ở đây. Đây cái bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu tới cô chú chị mình nằm ngay đây ha. Đó, diện tích thì có là diện tích là 5 sâu 5 ha từ ranh này. Nói chung là cột mốc rõ ràng ha. 5 năm qua bên này. Sâu một cạnh á, cạnh bên này là sâu tới 30 anh chị, còn cạnh bên này sâu có 27 thôi. Đó. Nói chung là cái hậu của mình thì nó hơi xéo anh chị ha. Nó hơi xéo, hậu của mình nó nở hậu ra tới 6 mét 2 lận.
Và em điền sẽ báo giá luôn ha. Bất động sản mình thì đang có sẵn là 80 thổ cư rồi ha. Xây dựng tự do anh chị ha. Nói chung là ở Đức xã thì không không cần là đăng ký giấy phép xây dựng hay gì hết đó. Mình chỉ có việc xây thôi, miễn sao mình xây dưới 7 tấm là được anh chị. Đó. Nói chung pháp lý dưới này cũng rất là đơn giản. Còn về vấn đề sổ sách thì đang là sổ riêng rồi anh chị. À, nói chung là sổ đang nằm sẵn, mình mua thì mình có thể công chứng liền vẫn được anh chị. Đó. Nói chung là bất động sản mình là đất sạch anh chị ha. À, bất động sản mình thì đang là có là hướng nam, hướng chính nam thì không phải chính nam đâu, chắc hướng đông nam anh chị ha, hơi chết chết về hướng đông chút xíu, hướng đông nam. Thì hướng này thì hướng đón gió biển rồi anh chị. Ở hướng này nhìn ra là biển luôn, và cũng như là nhìn ra hướng hồ Bà Tô luôn ha. Khoảng cách hồ Bà Tô khoảng vài cây số thôi, 2 cây số à, thấy hồ Bà Tô. Đó. Đây em Điền đang đi trong giữa đất của mình ha. Hiện tại bất động sản mình thì đang có cái bề mặt của bất động sản mình là tương đối là bằng phẳng, rất là bằng phẳng luôn. À, tính ra là cao cũng ngang với đường luôn anh chị ha. Đó. Nói chung bất động sản mình sâu vô tới đây anh chị. Đó. Sâu sẽ sâu vô tới đây ha. Đó. Ngay em Điền đang đứng là cây cọc hậu của mình ha. Nằm ngay đây. Và nó chéo qua chị anh chị có thể thấy. Nói chung là xéo mình sẽ thấy rõ rệt luôn ha. Đó. Bên này cạnh này dài là 30 nè, còn cạnh bên kia dài có 27 mét thôi. Xung quanh thì cây cối người dân trồng cũng rất là nhiều nên là cũng một phần nào đó nó mát mẻ ha. Ở dưới này thì cái chất đất dưới này thì cũng rất là tốt các chị ha. Nói chung là chất đất của mình là đất thịt anh chị, nên là về trồng trọt và trồng cây lâu năm, kìa trồng cây ăn trái rất là tốt anh chị. À, cái vị trí em Điền đang đứng đây thì đi ra trung tâm thị trấn cũng như là trung tâm huyện khoảng là khoảng 3 đến 4 km thôi chị. À, cũng tương đối là gần 3 đến 4 km thôi, còn đi xuống biển là 12 km. Biển gần nhất là huyện Hồ Tràm. À, như cô chú chị từ Sài Gòn di chuyển về đây thì mất khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ thôi anh chị ha. Đó. Xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. À, nếu như ở đây sẵn ở đây thì em Điền cũng xin giới thiệu là 2 lô luôn anh chị ha. Ở 2 lô liền kề nha. Nói chung là bất động sản mình là một lô này cũng 5 m, lô này cũng 5 m ha. Nói chung là 2 diện tích cái này thì cũng là xem nhau thôi. À, có sẵn là 80 thổ cư. Đó, nếu mà gia chủ mình bán á, nếu mà cô chú chị mình mua lẻ, mua mua lẻ thì chủ sẽ bán lẻ luôn là 890 triệu nha. 890 triệu. Còn bên này thì cũng giá cũng trên trên chút xíu ha. 920 triệu đó. Nếu như mà cô chú chị mình mua một cái bất động sản này không á thì một là gia chủ mình sẽ không bán này, hai là gia chủ của mình sẽ hết kẹt tiền và có thay đổi giá một chút xíu đó. Còn mà nếu mà cô chú chị mình mà mua lần một lần 2 lô luôn á là gia chủ mình sẽ bán là đồng giá luôn, 2 lô đồng giá luôn và có sẽ có bớt xuống nữa ha. Nói chung là cũng có mua lần 2 lô thì cũng có ưu đãi cho quý anh chị khách hàng mình. Đó. Nếu mình mua 2 lô luôn thì nó là ngang là 10 mét hơn. Đó, hậu của mình là khoảng mà 12 13 mét. Đó. Hậu cũng rất là tốt anh chị. Đó. Nói chung là 10 mét mà có 160 thổ cư thì quá hợp lý luôn. Cũng làm nhà vườn cũng được anh chị. À, vô tư luôn, một cái nhà vườn mini. À, xây dựng cũng được là thoải mái ha. Đó. Đường giữa rất là rộng ha. Và kế bên bất động sản mình thì có những cái hàng xóm trồng hoa rất là dễ thương ha. Anh chị có thể thấy nè, đó. Dàn hoa hai bên đường rất là dễ thương. Nói chung là chỗ này thì điện và nước máy thì nước sạch ha, nước sạch là có rồi ha, đang sử dụng ha. Còn mình muốn mà khoan khoan nước giếng thì vẫn có luôn anh chị ha. Khoan cũng tương đối là cũng cạn, không cần sâu lắm đâu, cũng có nước rồi. Khoảng mười mấy mét là có nước rồi anh chị. Đó.
Nói chung là về cái vấn đề mà tưới cây này kia thì mình khoan nước giếng mình tưới cây sẽ hay hơn anh chị ha, sẽ tốt hơn là nước sạch ha. Đó. Rồi em Điền cũng xin được cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền, và em Điền cũng xin hẹn gặp lại cô chú chị những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.